Vận trình tử vi tuổi kỷ tỵ 1989 nữ mạng trong năm 2024. Tổng kết tử vi năm 2024 tuổi kỷ tỵ nữ mạng khá thuận lợi, hứa hẹn năm giáp thìn nhiều may mắn, đạt được kết quả tốt ở nhiều phương diện cuộc sống. Trong nhà có nhiều chuyện vui, hỷ tín ngập tràn. Tuy nhiên, tuổi kỷ tỵ nữ mạng sinh năm 1989 nên hạn chế đi đường sông nước kèo dễ gặp thủy tai. Ăn nói giữ mồm miệng kẻo vướng thị phi kiện tụng. Đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong năm có thể phải tốn kém tiền bạc cho việc khám chữa bệnh. Hãy cùng phong thủy tâm an tìm hiểu vận hạn của tuổi kỷ tỵ 1989 nữ mạng trong video này nhé. Quý cô bác và các bạn thân mến, để luận giải tử vi các tuổi trong một năm là tốt hay xấu chúng tôi căn cứ vào ngũ hành, thiên can, địa chi, cung phi bát tự và sao chiếu mệnh cũng như hạn tuổi của bản mệnh với với ngũ hành của năm Giáp Thìn 2024. Từ đó đưa ra những luận giải chi tiết về vận hạn, công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình duyên gia đạo cũng như sức khỏe tai ương trong năm. Từ đó giúp đương số nắm bắt vận cát hung, gặp thời thì tận dụng phát triển, gặp hạn sất thì hạn chế tiến hành các công việc quan trọng để tránh xui xẻo. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu tổng quan tử vi tuổi kỷ tỵ 1989. Năm 2024 tuổi kỷ tỵ 1989 theo âm lịch 36 tuổi. Về mệnh ngũ hành bản mệnh là đại lâm mộc tương sinh với bản mệnh phú đăng hỏa của năm 2024. Thiên can kỷ gặp thiên can giáp là tương hợp. Địa chi tỵ gặp địa chi thìn là bình hòa. Sao chiếu mệnh trong năm 2024 là sao thủy diệu. Niên hạn gặp hạn toán tận. Màu sắc hợp mệnh, xanh lục và xanh lá. Tam tai 2024, tuổi kỷ tỵ không phạm tam tai. Kim lâu 2024, tuổi kỷ tỵ không phạm kim lâu. Hoàng ốc 2024, tuổi kỷ tỵ phạm hoàng ốc. Nữ giới thuộc tuổi kỷ tỵ. Theo quan niệm dân gian, thiên can kỷ kết hợp với địa chi tỵ mang ý nghĩa phúc khí chi xả, rắn có phúc. Nữ kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, đại lâm mộc, gỗ rừng già. Theo lý thuyết ngũ hành, Mệnh Mộc của tuổi Kỷ Tỵ tương sinh với mệnh Hỏa của năm Giáp Thìn. Vì vậy, năm 2024 sẽ là một năm thuận lợi cho nữ Kỷ Tỵ. Can Kỷ và Can Giáp được tương hợp, chi Thìn gặp nhau được bình hòa, điều này dự báo một năm đầy may mắn và thành công cho bạn. Vận trình tử vi của nữ Kỷ Tỵ trong năm Giáp Thìn sẽ có những biến động tích cực. Trong công việc, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân và được sự giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè. Về mặt gia đình và sức khỏe, mọi thứ vẫn ổn định và tốt đẹp. Đây cũng là thời gian để bạn chăm sóc và yêu thương bản thân nhiều hơn. Hãy dành thời gian để quan tâm đến đời sống tình cảm và tinh thần, trở thành người giữ lửa cho gia đình và có một mái ấm vững chắc. Bên trên là tổng quan tử vi tuổi kỷ tỵ 1989 năm 2024. Sau đây mời quý bạn theo dõi về sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và cách hóa giải sao hạn của quý bạn trong năm Giáp Thìn 2024. 1. Sao chiếu mệnh Năm 2024, nữ kỳ tỵ sẽ gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, mang đến những điều tốt đẹp với sự giàu có và may mắn trong công việc. Tuy nhiên, sao này cũng có khía cạnh thị phi, có thể dẫn đến tranh cãi. Nếu nữ kỳ tỵ gặp sao thủy diệu, công việc và sự nghiệp sẽ được thuận lợi cơ hội để phát triển bản thân cũng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, cần chú ý đến lời nói và cách cư xử. Nếu giữ được tính khiêm tốn, biết hòa giải và không ganh đua, không chỉ trích người khác, thì sẽ tránh được những rắc rối và xung đột. 2. Vận hạn Trong năm 2024, phụ nữ kỳ tỵ sẽ gặp phải hạn toán tận, đồng nghĩa với việc cần phải dành thời gian tính toán kỹ lưỡng trước mọi quyết định liên quan đến tiền bạc và tài sản. Hạn này nhắc nhở rằng, trong mọi hoạt động, đặc biệt là khi chi tiêu, bạn cần phải cẩn thận và suy tính. Việc giao dịch mua bán cần có hóa đơn, chứng từ để tránh nhầm lẫn và bảo đảm tính minh bạch. Nếu muốn tham gia đầu tư, cần có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực đó. 3. Vận niên Nữ kỳ tị sẽ gặp vận niên hổ nhập nội trong năm 2024, có nghĩa là hổ sẽ trở lại đồng bằng. Tuy nơi này không có nhiều mồi ngon cho loài vật hoang dã, nhưng đây cũng là một lời nhắc nhở quan trọng cho nữ kỳ tị trong năm giáp thìn. Vận niên này nhắc nhở bạn hãy làm việc chăm chỉ và kiên trì để đạt được thành công, tập trung vào sự an toàn và cân bằng trong cuộc sống thay vì liều lĩnh để đánh đổi điều gì đó. Nếu gặp khó khăn, hãy giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách. 4. Cách hóa giải sao hạn. Để giảm bớt những khó khăn trong năm 2024, nữ kỳ tỵ cần tập trung vào việc rèn luyện bản thân, hoàn thiện đời sống và sửa đổi những điểm yếu của mình. Hãy khai thác những phẩm hạnh đặc biệt của người phụ nữ để mang lại niềm vui cho bản thân và xung quanh. Sau đó, hãy giúp đỡ những người gặp khó khăn, thực hiện những việc lành và tích đức cho bản thân cũng như con cháu. Điều này sẽ giúp bạn có một năm mới thật tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Nếu năm 2024 là năm có sao thủy diệu chiếu mệnh, bạn có thể thực hiện nghi thức dân gian làm lễ cúng dân sao dài hạn. Đây là một nghi lễ được thực hiện vào đầu năm để xua tan những điều không tốt và mang lại may mắn cho gia đình. Khi chuẩn bị lễ vật và dân hương tại nhà hoặc tại chùa, nữ kỳ tỵ nên tâm niệm và lắng nghe lòng mình để mang đến những điều tốt đẹp cho năm mới. Hãy cùng nhau tạo nên một không gian yên bình và tinh thần hòa hợp để chào đón một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công. Tổng kết tử vi tuổi kỷ tỵ 1989 nữ mạng trên 4 phương diện công việc, tài chính, tình duyên và sức khỏe năm 2024 như sau. 1. Về công việc và sự nghiệp. Nữ kỷ tỵ là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ hiện đại, luôn có khả năng cân bằng tốt giữa công việc và gia đình. Với tính nghiêm túc, Siêng năng và sự ham học hỏi, bạn sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2024. Trong năm 2024, nữ kỳ tỵ sẽ có cơ hội gặp gỡ và kết nối với nhiều chuyên gia và đồng nghiệp có kiến thức sâu rộng. Đây là dịp để bạn học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ công việc tốt hơn. Nếu biết tận dụng cơ hội này, nữ kỳ tỵ sẽ xây dựng được một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của mình. 2 về tài chính Trong năm 2024, tình hình tài chính của phái nữ kỳ tỵ đầy hứa hẹn. Đặc biệt là khi sử dụng những cách quản lý tài chính thông minh, cân bằng thu chi, mệnh chủ đã có thêm các khoản tiết kiệm để dành cho tương lai. Là người phụ nữ trong gia đình, vai trò của nữ kỳ tỵ rất quan trọng. Ngoài việc quản lý chi tiêu, mệnh chủ cũng nên đầu tư tiền bạc vào những mục đích đúng đắn. Ví dụ như đầu tư vào việc học hỏi và nâng cao kiến thức bản thân, đảm bảo con cái được học tập tốt và duy trì sức khỏe cho toàn gia đình. Như vậy, không chỉ giúp cải thiện cuộc sống hiện tại mà còn tạo nên một tương lai vững chắc về mặt tài chính. 3. Về tình duyên và gia đạo Năm 2024 sẽ là một năm đầy niềm vui và hạnh phúc cho phụ nữ kỳ tỵ. Đời sống hôn nhân của bạn sẽ được gắn kết bền chặt và thủy chung. Nếu cả hai vợ chồng biết yêu thương, hiểu nhau và chia sẻ với nhau, thì sẽ tránh được những xích mích không đáng có. Nữ kỳ tỵ luôn đảm đang và chu toàn trong mọi việc. Vì vậy, bạn luôn quản lý công việc nhà cửa, chăm sóc con cái và gia đình một cách tốt nhất. Phụ nữ kỳ tỵ cũng rất tự chủ về tài chính và luôn sẵn sàng chia sẻ và có trách nhiệm. Nhờ vào điều này, bạn sẽ duy trì được một mái ấm hạnh phúc, ấm áp và vui vẻ. 4. Về sức khỏe Nữ kỳ tỵ cần lưu ý đến sức khỏe của mình trong năm 2024. Để tránh bệnh tật, bạn cần chăm sóc cơ thể một cách khoa học và duy trì những thói quen lành mạnh hàng ngày. Hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe và ngoại hình đang được chị em quan tâm rất nhiều. Vì vậy, mệnh chủ cũng cần dành thời gian để nghỉ ngơi, làm đẹp và yêu thương bản thân. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể thử tham gia yoga, tập đi bộ, đi xe đạp hoặc các hoạt động thể dục khác để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng thon gọn. Cuối cùng chúng tôi sẽ trả lời bốn câu hỏi thường gặp về tử vi tuổi kỷ tỵ 1989 năm 2024 cho nữ mạng. 1. Năm 2024 người sinh năm 1989 sẽ bao nhiêu tuổi? Năm 2024, nữ kỷ tỵ sẽ chính thức bước sang tuổi 35 theo lịch dương và 36 tuổi theo lịch âm. 2. Nữ mạng sinh năm 1989 năm 2024 sao gì? Năm 2024, nữ kỳ tỵ gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, đem lại may mắn về tài lộc và công danh như mong muốn. Tuy nhiên, cũng có thể gặp phải những khó khăn và xung đột trong cuộc sống. 3. Tuổi kỳ tỵ xây nhà năm 2024 được không? Nữ kỳ tỵ không gặp tam tai và kim lâu, nhưng lại gặp phải hoang ốc trong năm giáp thìn. Vì vậy, gia chủ nên mượn tuổi làm nhà để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ và đạt được mong muốn của mình. 4. Màu hợp mệnh với người tuổi kỷ tỵ năm 2024 Tuổi kỷ tỵ có mệnh là mộc, phù hợp với màu thuộc hành mộc và hành thủy. Đặc biệt, vào năm 2024, mệnh chủ sẽ hợp nhất với các màu thuộc hành mộc như xanh lục và xanh lá. Điều này bởi vì những màu này tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn, mộc sinh hỏa. Trên đây là những dự đoán tử vi trên các phương diện cho tuổi kỷ tỵ 1989 nữ mạng trên các phương diện. Video đến đây là kết thúc, hy vọng với những thông tin trên, quý bạn sẽ có kế hoạch đón lành tránh dữ. Chúc quý bạn có một ngày mới xuân sẻ và hạnh phúc, đừng quên chia sẻ video để nhiều người biết hơn nữa nhé.